Mùa xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Một chiếc xe nhỏ gọn di chuyển trong phố, linh hoạt, tiết kiệm. Vận hành của chiếc xe thì rất là bền. Chiếc Toyota Yaris 1.3, số tự động, nhập Nhật, sản xuất năm 2009, đăng ký tên cá nhân, chính chủ biển Hà Nội. Xe thì là phiên bản full option, với trang bị đầy đủ những cái tiện ích ở bên trong, nó cũng cơ bản thôi, nó cũng không có quá nhiều option để anh chị và các bạn có thể là trải nghiệm về tính năng. Nó chỉ thiên về cái vận hành, độ bền, độ lành của chiếc xe được đánh giá cao. Xe mới sơn quây, bảo dưỡng ngon lành, gần 20 triệu đồng. Cam kết cho anh chị và các bạn là không bị đâm đụng, không bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản, bao test hãng bất kỳ gara theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Đấy là hiện trạng thực tế của chiếc xe, thì em cũng nêu luôn để cho các bác có thể dễ dàng tham khảo và cân nhắc lựa chọn một chiếc xe thay thế một chiếc xe SH di chuyển phục vụ gia đình, hay là mình có thể di chuyển trong phố rất là gọn nhẹ. Cái phần mở cốp của chiếc xe thì chị bạn có nhìn thấy nó có chút rất là hoài cổ, sử dụng chìa khóa cơ. Đấy. Với những cái phần không gian chứa đồ của chiếc xe thì nếu cần gia tăng thể tích, mình có thể hạ cái phần vách ngăn này, gập hàng ghế thứ hai xuống để có không gian nó chứa đồ rộng rãi hơn. Keo chỉ, đinh tán, ốc ác của chiếc xe thì đều giữ được độ nguyên bản. Đây là hiện trạng về cái sơn bên trong của chiếc xe để các bác có thể đánh giá được là có bị đâm va, sửa chữa về phần đuôi này không. Thì anh chị và các bạn có thể nhìn giúp em. Đấy. Và để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn khi mua xe, mình tránh được những cái trường hợp gặp phải xe tai nạn ngập nước, thì mình lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mình tin tưởng, mình check lại cho nó yên tâm. Đấy. Dán kính cũng như là thảm trải sàn thì bác chủ cũng đã nâng cấp, về cơ bản xe nào cũng được nâng cấp những cái tính năng đó. Còn với cái phần như là hệ thống cánh cửa thì ta sẽ có những cái phần táp ly và những cái chi tiết keo chỉ để mình có thể đánh giá được là độ nguyên bản của cánh cửa và cái khấu hao trong quá trình sử dụng. Kính với các thông số để mình nắm bắt được là kính có bị vỡ về phần kính và bị thay thế gì không. Và đây là những phần con ốc bản lề. Đấy, những cái chi tiết cột kèo của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể cùng nghiên cứu. Anh chị và các bạn xem qua clip của em mà cần em hỗ trợ xem rõ hơn ở những phần nào thì mình có thể liên hệ trao đổi với em. Với bộ ghế da này thì đã được bọc lại rồi anh chị nhé. Đấy, nguyên bản của nó thì nếu mà để từ 2009 đến bây giờ thì nó cũng khá là nhiều rồi. Và mình khi mà xe được cái, với những chiếc xe cũ như thế này thì anh chị và các bạn được ba chủ thay thế cái những cái gì rồi, thì mình về mình đỡ phải làm, tiết kiệm được chi khí phí về cái vận hành. Còn cái độ lành của chiếc xe này thì nó được đánh giá trong rất nhiều năm qua rồi. Anh chị và các bạn chỉ việc đi thôi, đổ xăng và thay dầu thôi, chứ nó cũng chả có cái gì để mà hỏng cả. Đấy, keo chỉ, đinh tán của chiếc xe anh chị này. Đấy, những chi tiết về hệ thống phím chức năng như là lên xuống kính này, hệ thống chỉnh gương thì nằm bên trong này. Ba chủ thì cũng nâng cấp cho chiếc xe như là hệ thống gập gương. Đấy, mình gập gương mình có thể bấm nút đó. Hệ thống vô lăng thì trang bị vô lăng 3 chấu, tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Rồi là màn hình giải trí của chiếc xe này. Cần số zích zắc. Với dòng xe Toyota thì vào số và ra số rất là nhẹ nhàng. Với chiếc Toyota Yaris 2009 này thì đã lăn bánh với quãng đường là 110.000 km. Bộ màn hình này thì được ba chủ bác ý nâng cấp đấy anh chị nhé. Nguyên bản của nó thì nó cũng chỉ có đơn giản FM CD thôi, cũng không có quá nhiều tiện ích. Đấy, cần số và phanh tay cơ, chất lượng ghế ngồi đã được bọc lại rồi. Phải nói là chiếc xe này anh chị và các bạn mua về mình sẽ sử dụng và tiết kiệm được khoản khá là nhiều đấy ạ. Độ lành và cái độ ăn xăng của chiếc xe này nó như ngửi thôi. Đấy, hiện trạng thực tế về phần cột kèo này anh chị này. Sau đây thì em sẽ đi vào phần máy móc để các bác có thể có cái nhìn tổng quát về những phần chất lượng từ những con ốc đinh tán của chiếc xe để các bác có thể đảm bảo an tâm hơn nữa đến khi đến xem xe. Khi đến xem xe mình chỉ có về bàn về mức giá thôi. Cái mức giá hiện tại em đang đưa ra cho anh chị và các bạn cho chiếc xe là 245 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho các bác đang có nhu cầu. Đây là hiện trạng máy móc của chiếc xe. Thì anh chị và các bạn có thể tham quan về những phần thanh răng, đầu ống, két nước, mấu nối của chiếc xe để mình cùng tham quan và đánh giá. Đấy, những phần con ốc chân máy và những phần ốc mặt máy này, ốc giàn cò hay là những cái chi tiết thanh răng, anh chị có thể xem và đánh giá cùng em.
Rất cảm ơn chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.